10 triệu. Cho mẹ ăn thử tiểu cừa muối và kết. Hôm nay tao nói là đi về đâu, khi đêm tối là nó đi vào sâu. Đây là con cá sỉu, không phải là con tiểu cường đâu. À. Rồi. Hốt. Cái con này là con đang xoài. Cái con này là con đang quảng cáo ấy, mẹ thấy ăn ngon nào. Mẹ vừa ăn vừa khen ngon. Nhưng mà nó không ăn quen thì ngon làm sao được. Mẹ cứ ăn đi mẹ, cái này nó đang quảng cáo. Có 10 triệu con này đấy. À đấy. Vâng, 10 triệu mình ăn thêm ngon. Phải cố ăn. 10 triệu thì phải cố ăn. Mẹ phải khen thật ngon là mẹ. Ngon thế. Rồi rồi, ngon quá rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Mùi mắm thơm, ngon. Nhai nhai càng nhai càng thấy giòn. Mà cái đuôi này nó giòn cực luôn. Ngon quá. Ngon nó. Ngon quá. Đấy là bệnh nhân vì nó ngon quá. Ăn cả vỏ à? Ăn được cả vỏ rồi. Thì mình có ăn được vỏ đâu. Thế bảo đắt thế bỏ đi. Ăn bên vỏ đi. Thôi thì bỏ vỏ. Đặt thế, cái con bé tí này mà 10 triệu mẹ tưởng ăn được cả vỏ. Đâu, ý là tiền quảng cáo bốc tinh 10 triệu. À, thì ạ. Và nên là mẹ phải diễn tả ngon mà. Ui này, ngon quá này. Bọc ra ngon quá. Bọc ra nhá mọi người nhá, bỏ vỏ, bỏ lượt vỏ đi nhá. Kẹp lẫn cái miếng xoài. 10 triệu. 10 triệu ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Cái bẹp tên miếng xoài nữa. Mẹ ăn kia kia con đấy nó có mùi gì? Béo béo ngậy ngậy. Béo mẹ. Béo béo ngậy ngậy. Đó, ngon. Ngon đây. Ngon. Ngon. Mặn mặn béo béo lại ngợi hình như vừa lấy mẹ ăn thì con thối ra ấy. Đây bình thường ở trong nó trắng này mà. Đúng rồi. Thì mình ăn thì con thối ăn thế. Trời ơi, cú thôi. Thực sự là thấy mọi người khen con cá sỉ này quá trời luôn. Mà theo cái khẩu vị của mình thì ăn nó bị mặn quá. Cái phần đuôi thì giòn ok, nhưng mà ăn cái con này ở trong thì thôi rồi, siêu siêu mặn.